Xin chào anh chị, lại là gạch ốp lát Mỹ Anh Thai đây. Trong video này thì em xin giới thiệu tới anh chị mẫu gạch vân đá màu tím than, vân tự nhiên. Thiết kế là lấy cảm hứng từ các cái vân đá sa mạc, phù hợp cho ốp tường, trang trí deco, phòng khách, phòng tắm hay là phòng ngủ. Các cái vị trí ốp, phòng khách có thể là sau tấm tivi, phòng ngủ có thể sau ở đầu giường hoặc là bàn trang điểm, còn phòng tắm thì ở cạnh cái vòi sen hay là bồn tắm. Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng mẫu này ốp tường mặt tiền hay là lát sàn đều rất là ok và đẹp. Mẫu được nhập khẩu hoàn toàn từ Ấn Độ.